Những ngày qua, Nam Thư trở thành chủ đề bàn tán của khán giả khi bị tố là tiểu tam. Giờ lúc này, cộng đồng mạng đào lại loạt khoảnh khắc cô từng có hành động ôm ấp và cử chỉ thân mật với một số đồng nghiệp nam, đặc biệt là những người đã có gia đình. Đang xôn xao mạng xã hội gần đây chính là sự việc của Nam Thư. Theo đó, một tài khoản tên CD đã công khai cáo buộc nữ diễn viên này là người thứ ba can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của người khác trong một lần thuê homestay để nghỉ dưỡng. Bài đăng của CD đã tiết lộ tin nhắn tình cảm, hình ảnh và clip được cho là của Nam Thư và chồng của người này. Đáp lại, Nam Thư đã lên tiếng đính chính. Tuy nhiên, tài khoản CD tiếp tục tung ra những bằng chứng khác nhau khiến mạng xã hội không khỏi bàn tán xôn xao. Giữa lùm xùm người thứ ba chưa hạ nhiệt, cư dân mạng bất ngờ đào lại loạt ồn ào trong quá khứ của Nam Thư. Theo đó, nữ diễn viên từng bị ném đá vì bức hình thân thiết quá mức với đồng nghiệp nam. Vào tháng 11 năm 2022, Nam Thư và diễn viên Hà Hiền đã cùng tham gia một sự kiện giải trí. Đáng chú ý, cô và sao nam này lại có những tương tác vô cùng thân thiết. Thậm chí, Hà Hiền còn có hành động tình cảm quá mức như công khai thơm má, ôm eo, nắm tay tình tứ Nam Thư. Khoảnh khắc này đã ngay lập tức bị cư dân mạng bàn tán xôn xao. Nguyên do vì thời điểm đó Hà Hiền đang hẹn hò với bạn gái Ánh Tuyết. Vào năm 2018, nam diễn viên Vbiz từng tổ chức tiệc cầu hôn ngọt ngào với bạn gái. Thời điểm cùng dự sự kiện với Nam Thư, Hà Hiền vẫn đang hạnh phúc bên nửa kia được 4 năm. Khoảnh khắc tình cảm giữa hai sao khác giới này khiến netizen bàn tán. Thậm chí nhiều người cho rằng lố lăng và không phù hợp, không giữ khoảng cách. Vào tháng 8 năm 2023, Nam Thư từng bị chỉ trích vì hành động thân thiết quá mức với đồng nghiệp nam. Cô đứng sát lạt bên diễn viên Quang Tuấn, khuôn mặt của cả hai còn ở khoảng cách gần bên cạnh nhau. Thậm chí cô chẳng ngờ lấy tay ôm đầu vuốt tóc anh như thể một đôi tình nhân. Đáng nói, vợ của Quang Tuấn Linh Phi cũng góp mặt tại sự kiện này. Cư dân mạng thời điểm đó đã chỉ trích Nam Thư vì không giữ khoảng cách dù Quang Tuấn đã có vợ con. Sau khi được khán giả góp ý, Nam Thư từng lên tiếng giải thích: "Dạ thưa mấy anh chị vô ghen giùm, em biết em đăng lên là mấy anh chị vô la vô rầy em, nhưng mà em vẫn đăng là mấy anh chị hiểu em không ngại gì rồi. Mong anh chị ủng hộ bộ phim mới sắp tới của hai anh em, bao sợ." Tuy nhiên sau đó cô đã nhanh chóng xóa bài viết này trên trang cá nhân. Không dừng lại ở đó, Nam Thư từng vướng tranh cãi vì khoảnh khắc thân thiết với bạn trai cũ Quách Ngọc Tuyền ngay tại sự kiện giải trí. Hậu chia tay, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và ủng hộ nhau trong công việc. Quách Ngọc Tuyền hiện đã có tổ ấm nhỏ viên mãn hạnh phúc, vì vậy mà không ít khán giả cảm thấy bức xúc thay cho vợ của nam diễn viên khi thấy những hành động của Nam Thư. Nam Thư sau đó cũng lên tiếng giải thích về hành động của mình, tại Thư thích ôm và được ôm những người Thư thương, Thư quý. Tuy nhiên, lý do này của nữ diễn viên 8X vẫn không nhận được sự đồng tình từ netizen. Về phía Nam Thư, sau khi bị tố chen chân vào gia đình của người khác, nữ diễn viên nhanh chóng lên tiếng đính chính, khẳng định những tin đồn đang lan truyền sai sự thật, cố tình hạ bệ làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của cô. Đại diện nữ diễn viên cho biết, công ty đang tiến hành lập vi bằng nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng để xử lý sự việc này.